Hôm nay ngày mùng 2 tháng 9 năm 2019, hòa trong không khí chào mừng Tết độc lập của cả nước, niềm vui của người dân xã Tề Lỗ như được nhân đôi. Bởi đây cũng là ngày diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền nam Tề Lỗ mở rộng lần thứ 7. Giải đấu diễn ra từ ngày 30 tháng 8 năm 2019, có các đồng chí trong ban lãnh đạo tỉnh, huyện, xã cùng các nhà tài trợ, chủ doanh nghiệp, các vận động viên và khán giả đến từ khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Ninh Bình và các đơn vị trong tỉnh Vĩnh Phúc. Sau màn văn nghệ chào sân đặc sắc đầy công phu của các đoàn viên thanh niên xã Tể Lỗ và lễ chào cờ trang nghiêm, tại buổi khai mạc, các đơn vị lên nhận cờ và hoa từ ban tổ chức. Đồng thời, đại diện các đoàn cũng có những bó hoa tươi thắm như lời cảm ơn dành tới ban tổ chức để giải đấu được thành công tốt đẹp. Trong đó, đặc biệt là lãng hoa chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Với sức chứa hơn 8.000 người tại sân trung tâm xã Tề Lỗ, nơi diễn ra giải đấu quy mô và có tổ chức, mọi công tác chuẩn bị từ an ninh đến phòng chống cháy nổ, bãi gửi xe, tạo lối đi riêng lên từng khán đài, sử dụng mái che khu vực khán giả và sân thi đấu, các bàn phát nước miễn phí, tất cả đều được chú trọng một cách tỉ mỉ để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho giải đấu. Do thời tiết thất thường nên trong quá trình diễn ra một số trận đấu có mưa, ban tổ chức đã nhanh chóng phát áo mưa miễn phí cho tất cả các khán giả tiếp tục theo dõi trận đấu để không bị gián đoạn. Giải bóng truyền Nam xã Tây Lỗ mở rộng lần thứ 7, quy tụ các đội bóng mạnh trên toàn quốc, Trang An Ninh Bình, Thể Công, Biên Phòng, Bộ Công an đã đem đến những trận truyền hay, những bản thắng đẹp, những phạt đập bóng, bắt bóng làm mãn nhãn người xem. Các truyền thủ ngoài việc đánh hay, đánh giỏi còn rất thân thiện luôn vui vẻ tập luyện cùng con em trong xã trước giờ thi đấu vừa giúp thoải mái tinh thần lại xóa bỏ mọi khoảng cách làm cho giải đấu ngày càng trở nên ý nghĩa hơn sự thành công của giải đấu không thể không nói tới tinh thần yêu thể thao sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đến từ khắp mọi miền đổ về sân trung tâm xã tây lỗ theo dõi giải đấu ngay từ vòng loại cho đến vòng chung kết các khán đài a b c d luôn chật kín khán giả đặc biệt người dân đội chủ nhà đã thu xếp tạm dừng mọi công việc đặt hết nhiệt huyết vào giải đấu này quê bán vé luôn luôn chật kín và trong tình trạng cháy vé nhưng với sự sắp xếp của ban tổ chức công tác bán vé diễn ra nhanh chóng không gây ách tắc khán giả tới sân cổ vũ đông không một ghế trống những người hâm mộ có rất nhiều lứa tuổi từ người trẻ cho đến người già bất kể trai gái cả những em bé còn nhỏ cũng được ông bà bố mẹ dẫn đến xem các khán đài đều chật kín nên rất nhiều khán giả không được vào sân do điều kiện đảm bảo an ninh để thực hiện một giải đấu như thế này những người thầm lặng trong ban tổ chức sự kiện phải chuẩn bị mọi thứ rất nhiều ngày từ sân thi đấu đến những khán đài nhân lực tham gia trong đó các trang thiết bị phục vụ giải đấu phải chuẩn bị cẩn thận nhằm diễn ra tốt nhất cho cả trọng tài cầu thủ và người xem sau 4 ngày thi đấu sôi nổi đã tìm ra chủ nhân của chức cúp vô địch có những đội ra về đầy nuối tiếc nhưng cũng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và người hâm mộ bóng truyền. Dù các đội đã đều rất cố gắng, nhưng may mắn chiếc cúp vô địch đã thuộc về tuyển Trung Nguyên, giải nhì cho đội Tây Lỗ và giải ba, giải tư Trung cuộc cho đội K312 và tuyển Trẻ Hà Nội. Bên cạnh đó, danh hiệu truyền thủ xuất sắc nhất đã thuộc về Quản Trọng Nghĩa. Đây là giải phong trào được tổ chức to nhất cả nước qua giải đấu đã thể hiện tinh thần yêu thể thao sự mến khách của người dân tề lỗ nói riêng người vĩnh phúc nói chung thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng theo gương bác hồ vĩ đại tăng cường giao lưu gắn kết nhân dân giữa các địa phương đơn vị từ đó tạo ra động lực thi đua hăng say lao động sản xuất kinh doanh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp mùa giải lần thứ bảy khép lại với thành công tốt đẹp ngoài mong đợi và để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả thay mặt ban tổ chức Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các nhà tài trợ, hội doanh nghiệp địa phương, các vận động viên, cổ động viên cùng toàn thể nhân dân. Kính chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào mùa giải lần thứ 8 với nhiều sự đổi mới và hấp dẫn hơn nữa.